Xôn xao Thanh Thúy chấn thương vẫn ra sân thi đấu, đội bóng chuyền Long An nói gì? Trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và PFU Blue Cat đã là một thách thức khó nhằn từ đầu đến cuối. Với tinh thần quyết tâm, đội chủ nhà đã đứng vững trước sức ép mạnh mẽ từ đối thủ. Mỗi điểm số, mỗi cú đập bóng đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và khả năng phản ứng linh hoạt. Trong cuộc chiến đầy cam go đó, Chen Pei Yang, nữ ngoại binh người Trung Quốc, đã tỏa sáng như một điểm sáng rực rỡ. Dù không ở trong tình trạng tốt nhất về thể lực và sức khỏe, nhưng Chen Tây Giang vẫn là nguồn cảm hứng lớn lao cho đồng đội. Với những cú đập mạnh mẽ và chiến thuật tinh tế, cô đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội nhà. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến Trần Thị Thanh Thúy, chủ công cao vóc và mạnh mẽ của đội. Mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương gối, Thanh Thúy đã quyết tâm ra sân để góp phần vào thành công của đội. Sự kiên trì và quyết đoán của cô đã làm cho người hâm mộ không khỏi bật cười trong niềm hạnh phúc và sự ngưỡng mộ. Trên các diễn đàn bóng chuyền, cuộc tranh luận về việc Thanh Thúy có nên ra sân hay không đã trở thành đề tài nóng hổi. Một số người cho rằng cô nên được nghỉ ngơi để phục hồi hoàn toàn, trong khi những người khác lại tán thành với quyết định của huấn luyện viên để sử dụng tài năng của Thanh Thúy trong các trận đấu quan trọng. Trong một trận đấu căng thẳng tại Cúp VTV 9 Bình Điền 2024, ánh sáng đèn pha soi lên sân bóng chuyền giống như làm nổi bật cảm xúc đang dâng trào bên trong Thanh Thúy. Cô, người chủ công số 1 của đội VTV Bình Điền Long An, đứng trên đường biên với ánh mắt quyết đoán, nhưng lòng lại đang lúng túng với cảm giác không hoàn toàn lành lặn. Chấn thương gối đã ảnh hưởng nặng nề đến sự tự tin cũng như khả năng thi đấu của Thanh Thúy. Trong những trận đấu gần đây, cô không còn là chính mình, những pha đập bóng mạnh mẽ và những cú nhảy cao uy lực đã trở nên hiếm hoi. Thay vào đó, cô dường như đã phải đối mặt với những giới hạn về thể lực và sự linh hoạt. Khán đài trỗi dậy trong tiếng cổ vũ, nhưng Thanh Thúy cảm thấy nặng nề trong lòng. Cô biết rằng, dù đã cố gắng hết mình, nhưng sự thật là cô không thể hiện được hết khả năng của mình. Áp lực từ việc phải gánh vác trách nhiệm của một chủ công hàng đầu đang khiến cô cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, bên trong trái tim của Thanh Thúy vẫn còn lửa hồng. Cô không muốn buông xuôi, không muốn nhìn thấy đội nhà gục ngã. Dù khó khăn đến đâu, cô vẫn cố gắng nỗ lực, vẫn dồn hết sức mình vào từng cú đập, từng pha đỡ bóng. Dù chấn thương vẫn còn đang là gánh nặng, nhưng cô không từ bỏ, không ngừng chiến đấu cho đội nhà. Theo thống kê, điểm số mà Thanh Thúy lần lượt ghi được trước TFU Blue Cat chỉ là 6 điểm, trước U20 Việt Nam là 4 điểm và trước hóa chất Lào Cai chỉ là 7 điểm, kém xa con số 37 điểm của Chen Tây Giang ghi được trong trận đấu quyết định. Điều này đã tạo nên tranh luận lớn trong cộng đồng khi cho rằng VTV Bình Điền Long An đã mạo hiểm để chủ công cao 1m93 thi đấu, dù chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương và chưa đảm bảo về thể lực. Trong thế giới thể thao, sức khỏe của các vận động viên luôn được coi là ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do vì sao ban huấn luyện của đội bóng VTV Bình Điền Long An đã đưa ra thông báo chính thức về tình hình sức khỏe của Thanh Thúy, ngôi sao chủ công của đội nhà. Những thông tin được đăng tải trên trang thông tin chính thức của đội bóng đã gây ra một làn sóng quan tâm lớn từ phía người hâm mộ và giới chuyên môn. Trước những băn khoăn và lo lắng về tình hình sức khỏe của Thanh Thúy trong những ngày qua nay, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An xin thông tin thêm về vấn đề này. Thông báo bắt đầu bằng những dòng chữ chân thành và cởi mở, bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của cầu thủ. Điều quan trọng nhất là sự đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên và việc tiến hành những buổi đánh giá kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu đã được nêu rõ. Ban huấn luyện luôn đặt sức khỏe và chuyên môn của các cầu thủ lên hàng đầu và mọi quyết định đều được thực hiện sau sự thống nhất giữa cả vận động viên và ban huấn luyện. Quyết định thuê một chuyên gia thể lực để chăm sóc đặc biệt cho Thanh Thúy và Chen Tây Giang càng làm cho người hâm mộ cảm thấy yên tâm hơn về sức khỏe của đội nhà. Đội bóng không chỉ đang tập trung vào việc chuẩn bị tinh thần và chuyên môn cho trận đấu quan trọng sắp tới, mà còn đảm bảo rằng các cầu thủ sẽ đứng trên sân với tinh thần và thể lực tốt nhất. Sự quan tâm và chăm sóc từ ban huấn luyện đối với sức khỏe của cầu thủ không chỉ là minh chứng cho tinh thần đồng đội mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc thể hiện tinh thần fair play và chăm sóc đồng đội như gia đình. Tiếp theo, VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu phong tỏa Bích Tuyền ở bán kết. Huấn luyện viên Thái Quang Lai của VTV Bình Điền Long An nhấn mạnh việc kèm cặp tốt đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ là mấu chốt mang đến cơ hội cho đội bóng của ông ở trận bán kết. VTV Bình Điền Long An vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV 9 Bình Điền sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đối thủ tiếp theo của Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội là Vê Băng Ninh Bình, đội đã sớm có 2 chiến thắng tại bảng B và chắc chắn đứng đầu bảng. Đến nay, LP Bank Ninh Bình là đội bóng Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất tại giải. Họ đã thắng đương kim vô địch Tứ Xuyên, Trung Quốc 3-0, 26, 24, 25, 18, 25, 16 ở lượt trận ra quân. Đến lượt trận thứ hai, họ tiếp tục vượt qua U20 Thái Lan với tỷ số tương tự. Ở cả hai trận đấu, dàn ngôi sao Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy hay Lê Thanh Thúy đều chơi rất hay. Tuy nhiên, ngôi sao để lại nhiều ấn tượng nhất là đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền. Cô ghi đến 24 điểm ở trận gặp Tứ Xuyên, dù đội bóng Trung Quốc có chiều cao trung bình tốt nhất giải. Vì thế ở trận bán kết sắp tới, Bích Tuyền là vận động viên được VTV Bình Điền Long An quan tâm đặc biệt. Tôi đã nói với các học trò rằng, ở trận bán kết sắp tới, nếu chúng tôi ngăn chặn được Bích Tuyền hoặc chế tầm hoạt động của cô ấy, chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng. Trận bán kết sắp tới sẽ rất hay, với chúng tôi việc đối phó với Bích Tuyền sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Tại chung kết Cúp Hùng Vương, chúng tôi đã có chiến thuật để hạn chế tầm hoạt động của cô ấy khi xoay chuyển vị trí, và Chen Pei Yang cũng đã kèm cặp tốt. Điều đó đã giúp chúng tôi thành công, huấn luyện viên Thái Quang Lai cho biết. Tại chung kết Cúp Hùng Vương diễn ra hôm 13 tháng 4 vừa qua, VTV Bình Điền Long An đã thắng Vê Băng Ninh Bình 3-1, 25, 23, 25, 21, 19, 25 và 25, 17 để vô địch một cách ngoạn mục. Trận này, đội bóng miền Nam đã hạn chế rất tốt sức mạnh của đối phương, đặc biệt là Bích Tuyền. Nguyễn Thị Bích Tuyền, cao 1,87 m, là đối chuyền đẳng cấp của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại và có vai trò rất quan trọng với đội Vê Băng Ninh Bình. Với sải tay dài, tỷ lệ cơ thể chuẩn, chiều cao 1m87, khả năng bật đà xấp xỉ 3m07, đội trưởng của LP Bank Ninh Bình sở hữu lối đánh mạnh mẽ, chớp nhoáng. Những cú đập cắm sân trên tầm chắn đối phương được ví như dội bom của Bích Tuyền, gần như khiến đối thủ không thể cản phá.